Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tóc Sao Hoa. Hôm nay Cbiz sẽ có những thông tin mới và hot nào. Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Các bộ phim sở hữu đôi phụ có phản ứng hóa học đỉnh cao. Thứ nhất, Châu Sinh Như Cố. Trong bộ phim Châu Sinh Như Cố, ngoài yêu mến và ngưỡng mộ chuyện tình của Châu Sinh Thần và Thời Nghi, thì mọi người còn chót lọt hố những ánh mắt cử chỉ tuy nhẹ nhàng lễ độ nhưng cũng không kém phần tình cảm của đôi phụ Tiêu Án và Phụng Tiếu. Dù xứng đôi là vậy nhưng đến cuối cùng, đôi Tiêu Án và Phụng Tiếu vẫn để lại một cái kết đầy tiếc nuối cho người xem. Thứ hai, Độc Cô Thiên Hạ. Xem Độc Cô Thiên Hạ thì mọi người đã ấn tượng sâu sắc với diễn xuất cũng như là tương tác hóa học xuất thần của nam nữ phụ là Vũ Văn Hộ và Độc Cô Bàn Nhược. Tuy thuộc phe phản diện nhưng với nhan sắc cực phẩm, diễn xuất ổn áp và sự tình tứ của cả hai dành cho nhau, nhân vật Vũ Văn Hộ và Độc Cô Bàn Nhược chẳng những không khiến khán giả ghét cay ghét đắng mà còn chiếm hết spotlight của đôi chính. Thứ ba, Hộc Châu Phu Nhân. Lên sóng vào năm 2021, đôi phụ Hộc Châu Phu Nhân là Đế Húc và Đế Lan nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến của người xem nhờ những màn bùng nổ phản ứng hóa học khi cả hai chung một khung hình. Ngoại hình và tính cách trái ngược hoàn toàn khi Đế Húc trông thì ngông cuồng dữ dằn, còn Đế Lan lúc nào cũng nhỏ nhẹ hiền lành, nhưng hai nhân vật này khi đứng cạnh nhau lại trong hòa hợp đến lạ thường. Chuyện tình ngang trái đầy bi thương và không kém phần lãng mạn của họ khiến khán giả u mê không thôi. Thứ tư, Thương Lan Quyết. Bên cạnh nam nữ chính thì đôi sư đồ Xích Địa Nữ Tử và Dung Hạo trong Thương Lan Quyết cũng được khen ngợi hết lời bởi diễn xuất ăn ý cũng như tương tác cực kỳ tình cảm của cả hai. Tình cảm của Dung Hạo và Xích Địa Nữ Tử tuy sâu đậm khắc cốt ghi tâm nhưng lại thuần khiết, tôn trọng và thấu hiểu nhau như một đôi tri kỷ. Thứ năm, Ngộ Lâm. Ngộ Lâm tuy nhận rất nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, tạo hình và diễn xuất của dàn diễn viên nhưng có một điều khá ấn tượng ở bộ phim này chính là chuyện tình cực đáng yêu của đôi phụ. Bên cạnh một Tuyết Thiên Tâm lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị là cô nàng thanh thanh tinh nghịch nhí nhảnh, cả hai tạo nên loạt khoảnh khắc giờ khóc giờ cười cũng như những màn phát cầu lương ngọt đến sâu răng khiến dân tình cực kỳ mê mẩn. Thứ sáu, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Nói về những bộ phim sở hữu đôi phụ có phản ứng hóa học bùng nổ mà không nhắc đến Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa thì thật là một thiếu sót lớn. Cặp đôi Đông Hoa Đế Quân và Phượng Cửu qua bao nhiêu năm vẫn bỏ túi lượng người hâm mộ hùng hậu. Tạo hình đẹp xuất sắc, hình tượng nhân vật hút fan và đặc biệt là ánh mắt cử chỉ siêu tình tứ của cả hai dành cho nhau thật khiến cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Đây hẳn là đôi phụ có phản ứng hóa học đỉnh nhất làng phim của trang Hoa ngữ. Thứ bảy, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Xem bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường vì nam nữ chính là Trần Tinh Húc và Lý Lân Địch, nhưng sau đó thì mọi người đã phải quay xe về với đội của hai nhân vật phụ là Trao Phong và Lý Quang Thanh Quỳ. Một người là Tam Điện Hạ mưu trí đầy lươn lẹo, người kia lại là công chúa của nhân tộc lương thiện thuần khiết, cả hai đã vẽ nên một chuyện tình vừa hài hước vừa lãng mạn. Đặc biệt thì cách cặp đôi này nhìn nhau có sự yêu đương nồng nhiệt lại pha chút trân trọng ấm áp, tựa như muốn mang hết điều tốt đẹp đến cho đối phương. Thứ 8, Trương Ca Hành. Hạo Đồ và Lý Lạc Yên là cặp đôi đã chiếm được nhiều sự yêu thích cũng như phủ sóng khắp các trang mạng xã hội khi Trương Ca Hành lên sóng. Hình ảnh một nàng công chúa mít ướt trong sáng đôi khi lại hay nhõng nhẽo với chàng thị vệ cao có lạnh lùng thật khiến ai xem phim cũng phải rung động. Thêm nữa là sự chênh lệch chiều cao cực đẹp mắt của cả hai góp phần không nhỏ giúp cặp đôi này càng được dân tình yêu mến hơn. Vậy còn đối với các bạn thì bạn ấn tượng với cặp đôi phụ nào nhất? Và đừng quên để lại bình luận phần dưới comment cho chúng mình được biết nhé! Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.